Chào tôi thầy các anh, hôm nay thì mới về được một phiên bản bật lửa kho rất là độc đáo để gửi tới các anh. Một phiên bản kho một tia đầu tiên được tích hợp buồng chứa ga lộ thiên, và đặc biệt là cái phần góc này nó được tích hợp thêm một cái led. Đó, khi mở nắp ra này thì led nó sẽ sáng. Đó, đây, đánh lửa rất là nhạy nhé, đánh lửa ngang như Dupont. Đây, cái phần đánh lửa đây, mở nắp lên và đánh lửa, lửa sẽ tự động ra. Kho một tia rất là mạnh thế này. À, cho nên là cái khả năng chỉnh gió của nó cực kỳ là tốt nhá. Đấy. Kho để chỉnh gió rất là tốt. Bơm ga thì ở dưới đáy này và chỉnh lửa to nhỏ ở dưới đáy này luôn. Rất là đẹp đúng không? Một cái màu xanh và kết hợp với lại cái buồng chứa ga lộ thiên. Một phiên bản rất là độc đáo. Đây là phiên bản mới nhất của năm nay nhá. Ở đây thì em có 3 màu này. Một là màu bạc xước này, hai là màu đen này. Đây là màu đen này. Đó, màu đen khá là đẹp. Đó. Và màu cuối cùng là màu vàng gold. Đó, vàng gold. Rất là đẹp. Đây là phiên bản ga đá cho nên là em sẽ tặng kèm các anh, nếu như các anh mua sẽ được tặng kèm một vỉ đá nhé, tặng kèm một vỉ đá này, và đặc biệt là cho 5 anh nhanh nhất để lại số điện thoại sẽ được tặng kèm một bình ga như thế này. Đó, được tặng kèm một bình ga lớn. Bình ga này thì các anh sử dụng trung bình là 2 đến 3 tháng nhé. Đó, một bình ga lớn, anh nào cho 5 anh để lại số điện thoại nhanh nhất. Đó. Giá của một chiếc này là 350 nhé, rất là rẻ. 350 thì là đã miễn phí ship rồi nhé, và tặng kèm một vỉ đá như thế này. À, còn anh nào nhanh, năm anh nhanh nhất sẽ được tặng kèm thêm một cái bình ga như thế này. À, anh hãy nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng nha. Em xin chân thành cảm ơn.